Đây chào anh em nha. Thì có nhiều anh em chơi dòng xe 67 CD CL hoặc Charlie Cup rồi này kia, mà anh em mà lên lốc nai á, anh em lên lốc nai là, nhưng mà mình xài nắp cá lại là nắp cá zin của CD rồi kia nha anh em. CD nắp cá của dòng IC á thì ngay chỗ cái góc 11 giờ nó sẽ bị hở một khúc, nó sẽ bị hở hả. Thì đây là mình chỉ cho anh em một cái phương án rất là nhanh, không cần phải kiểu như đắp hàng này kia hoặc là làm kỳ công cực lắm. Thì đây là mình sẽ ra một cái miếng kiểu như là cái phần bù lại những phần thịt đã thiếu ở cái chỗ cái góc 11 giờ so với cái góc này đó. Cái góc 11 giờ nha anh em, đó cái góc 11 giờ là nó, anh em xài lốc này là ngay chỗ góc 11 giờ nó sẽ có một con ốc, và anh em ráp vô cái nắp cá của CD này kia là nó sẽ bị dư thịt phần đó. Thì nếu mà mình muốn cho nó đẹp và không có bị hở, không bị vô nước, thì anh em là cứ làm một cái miếng như thế này ha, bắt vào ngay vị trí đó là bao đẹp ha, rất là ôm, rất là đẹp luôn, không có bị hở gì hết nha anh em. Rồi đây là chia sẻ cho mình đối với những anh em mà hay đi lúc nay mà hay bị cái trường hợp này.